Những nickname Shopgirl và NY152, Kathleen Kelly và Sách Fox thổ lộ mọi thứ cho nhau, ngoại trừ tinh thần, cho đến khi. May I ask who you are? Kathleen Kelly. I cannot believe that you are speaking to Joe Fox. Joe Fox. F-O-X. F-O-X. Amazing. You can spell Fox. You can spell dog. We are an American family. Đón xem bạn có email. Phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2011 trên TodayTV.